Đức Đoàn xin được mến chào toàn thể các bạn đam mê audio. Các bạn ơi, Tết sau việc nó dồn nhiều quá, mọi người là cũng chỉ mong là sao là Đức Đoàn làm việc trở lại để tiếp tục chăm sóc em Ly cho các bạn. Mà các bạn gửi hàng phải dồn dập quá. Đây, 309V này, Equalizer này, Sansui 5000A, 5000X này, Đờ Nông này, nhiều quá. Đức Đoàn sẽ cố gắng tập trung cao độ để làm việc, để làm sao các em Ly của các bạn được chăm sóc và trở về hoạt động nhanh nhất có thể. Đó, nên là các bạn đừng có sốt ruột quá nhé. Những bạn nào mà đã gửi đồ cho mình rồi thì cứ yên tâm thôi, là mình sẽ làm lần lượt và sẽ đến lượt thôi. Đấy, hôm nay mình sẽ làm cái con này Sansui này, con 707 Extra. Đó, con này là của anh Trung ở Gia Lâm, Hà Nội. Nó bị một vế rất là bé và một vế lúc kêu lúc không, còn và nó lại chạy ngắt le các bạn ạ. Đó, bây giờ mình sẽ xử lý cái em Extra này. Đây bit em 707 Extra này các bạn ơi, mới quá nhỉ, con này mới đấy. Đó, tụ tiếc sáng choang này đấy, mới thật. Tình trạng là ruột rất đẹp đấy. Đó, con này những cái cơ điện trở câu này là nó nguyên bản như thế đấy các bạn ạ. Đây này, đây là hãng nó làm như vậy. Đó, tụ như vậy này. Đây phía trên này các bạn này, biến áp này, có biểu tượng Sansui, ghi chữ Sansui luôn này. Đấy, hai tụ to vật luôn. Con này chạy 8 sò các bạn. Đó, mỗi cái 4 con sò. Đây các bạn ơi, con 707 Extra này đấy, nhìn nó mới thế nhưng mà nó cũng hỏng mấy phần đấy. Một phần là phần thỉnh thoảng chạy cắt ra le nó bị phía dưới này, và một phần là tiếng nó bé tí là nó là do cái phần ấm sắc này nữa các bạn. Đó, là nó có hai bệnh nhưng mà phải xử lý cả cái phần này, và xử lý phần này thì mình nhấc toàn bộ cái mặt ra các bạn ạ. Đó, nhấc cái mặt ra thì mới xử lý được cái vỉ ở trong này đấy. Đây, con này nó quái quá, mấy con cái con vi khuếch đại thuật toán đầu vào so sánh này, nó lại ở trên này các bạn đấy. Phần âm sắc này có đây một loạt này, nó chạy khiếp thế cơ. Ở trong này nó cũng có rồi, ở trên này cái vì hai vỉ âm trên công suất này nó cũng có đấy, và ở trên này nó cũng liên quan đấy. Cái con 707 Extra này nhìn nó khá mới thế đấy các bạn ạ, nhưng mà nó đang có bệnh rồi. Vì mình đo điện áp ra loa là từ cái quần cảm mình vẫn nói đấy, mọi khi đấy mình vẫn chia sẻ đấy, là cái đường ra loa đây nó đã có điện áp xông ra loa rồi các bạn ạ. Đó, một bên xông nhiều bên xông ít, con Sansui thì rất hay bị thế đấy. Bây giờ mình phải tháo cái vỉ ra để kiểm tra các bạn ạ, xem là nó vấn đề kiểu gì ở trong cái vỉ này. Đây các bạn ơi, bây giờ phải nhấc nó, điện áp xông ra rồi thì là dính trong vỉ rồi. Vấn đề là nguyên nhân thôi, linh kiện nào bị gây ra đấy, đã khoanh vùng được rồi. Đó, khoanh đúng vùng là chúng ta chỉ việc húp thôi. Đấy, ồ đấy, đấy các bạn ạ, nhìn nó bóng bẩy xanh lét như thế nhưng mà thực ra đây tháo ra mới nhìn thấy, đây tháo ra mới nhìn mắt thường đã thấy là nó oxy hóa hết đây này các bạn này. Đấy, đây nó oxy hóa hết thế này là phải làm sạch hết này, điện trở dỉ gần nước chân rồi này. Đấy, bên này thế này, diode này dỉ đen xì gần nước chân rồi. Đấy, các bạn thấy là nó nhìn ở bên ngoài khung cảnh nên thơ, thế mà trong lại
trông cứ lơ ngơ thế nào. Đó đây. Đây. Phải xử lý các bạn ạ. Chứng tỏ là cả hai vế này đều bị vấn đề này hết rồi. Đây này, oxy hóa nặng phết đây này. Ở trong cái này mạch này bị này. Đấy. Nguyên nhân chính nó gây ra cái bệnh không đóng dơ le đấy, mà một vế lại còn bên kia vẹt tí nữa là thế. Anh bảo lúc nó bé, bây giờ thì không đóng nữa. Có lúc nữa. Đó, xử lý được cái này là sẽ hết rồi. Đây các bạn ơi, Đức Đoàn đã tháo ra và đã tìm ra thủ phạm là gây ra cái oxy hóa này đây. Đấy. Nên là nhiều khi mình cứ bảo sao phải làm sạch đến như thế các bạn ạ. Đây nhá, các bạn nhìn đây này. Nó chỉ từ một cái sắt này thôi. Đó, cái sắt để cái đỡ này thôi, cái giá đỡ này thôi. Mà nó oxy hóa mà nó lan ra. Đấy, nó lan theo con ốc. Đây bên này thế này. Đấy. Nó dỉ như này này các bạn này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Nó ui dồi, đường Hà Nội tắc quá các bạn. Đấy, đặc sản Hà Nội đang buổi tối đường đông nghịt này. Đấy. Đấy, đang chia sẻ lại với các bạn là cái này như thế các bạn ạ. Đấy. Nó từ đây nó lăn ăn lên con ốc đây. Nó xỉ trên con ốc này và con ốc này nó này, đây. Đấy. Con ốc này nó dỉ và nó lại lan sang thành cái lớp màng đây là vào con điện trở đây các bạn này. Đấy. Đấy thế này. Bên này cũng vậy, xong vào con diode này luôn này. Mà từ đây khi chết con điện trở này thì nó có thể là chết một vài con đèn này. Đấy, mà có khi thì chết cả công suất luôn cũng có. Trường hợp như thế các bạn. Đấy. Nếu trong trường hợp nặng nó đứt hẳn con điện trở này là nó sẽ gây ra các cái điện áp bình thiên của cái đèn này sai, là nó sẽ sai toàn bộ, là nó xông ra chết luôn. Nhẹ thì chỉ chết điện trở, mà nặng có khi là chết cả đèn bán dẫn hoặc là chết cả sò các bạn. Đấy. Thế nên là nó rất là quan trọng cái vấn đề là vệ sinh như thế. Vệ sinh sạch sẽ các bạn ạ. Không là dễ gây ra viêm nhiễm lắm. Đấy. Không đơn giản đâu. Đây các bạn ơi. Nước Đoàn đã nhổ cả cái vỉ ra, hất ra ngoài rồi này. Đấy, nhiều khi trong cuộc sống cũng vậy các bạn ạ. Đôi khi chỉ có một câu nói, ví dụ mày chỉ là cái đinh dỉ thôi. Thế mà anh nhau bắt đầu. Thì đây, trong trường hợp này thì chính là chỉ một cái vít dỉ thôi mà nó gây ra, thủ phạm gây ra vàng hết toàn bộ này. Đấy, nó chảy vào đây, nó oxy hóa hết toàn bộ này các bạn này. Đấy, bình thường nhìn ngoài thì ngon thế đấy, mà trong vỉ nó như này đây. Đấy, bây giờ mà phải làm thật kỹ đây. Mà mình dò thấy là có hai diode nó đã bị dò rồi đấy các bạn này. Nó dỉ chân không, nó lan ra, nó dò rồi. Đó, phải làm thật sạch và thay đi thôi. Các bạn ơi. Đấy, Hà Nội bây giờ đã tối vắng này rồi đấy. Mình tối nay ngồi làm kinh khủng đấy. Tập trung cao độ với con này, trông thế thôi. Nó bị từ cái vít dỉ thôi mà nó ra, loang ra mà nó oxy hóa xong đó nó chết mất hai con diode dò các bạn, dò rất nhẹ thôi nhưng mà nó vẫn gây ra cái bệnh ngắt đấy. Làm sạch mạch bong như này rồi đấy, nhìn trắng phau ở đây rồi đấy, và thay hai con diode rồi, mấy lại mạch trên này nữa này, nó gây ra cắt nhẹ trên này nữa này, âm sắc này xử lý hết rồi. Sợ thật đấy, trên này thì nó bị hai con bóng thôi các bạn ạ. Đó, bây giờ mình chạy thử xem nào. Ngồi quả này cũng tương đối đau lưng các bạn ạ. Đó. Đóng ngay rồi đấy. Cầu A này. Đấy. 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 Đây thanh trầm này các bạn này. Đấy. 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 Tiếng này hay quá các bạn ạ. 7 là 7 extra, tiếng hay quá. Đấy, rất ok các bạn, hay quá.
Các bạn ơi, video mình làm về con 707 extra đến đây là tạm dừng rồi. Mình phải nghỉ lúc đã đau lưng quá. Ngồi lâu quá mỏi lưng rồi đấy. Mà máy thì cũng sắp hết pin rồi các bạn. Đấy, vừa làm xong khách thì gọi nhiều quá, hỏi tư vấn rồi là hỏi gửi đồ. Đó, có những anh khách anh ấy bảo anh có cục cà pao dề của anh có phây đắt tiền nên đang bị bốc khói và anh đang cần thay đồ zin đấy. Mà mình chưa dám nhận, mình bảo anh 5 ngày nữa anh qua. Đó, để cho nó giãn bớt việc các bạn ạ. Làm cho nó chuẩn chỉnh. Mà mặc dù việc có nhiều nhưng mình làm vẫn phải miệt mài và chu đáo từng con một các bạn ạ. Cứ từ từ mà làm thôi. Nên các bạn đừng có sốt ruột. Đấy, cứ toàn tầm này đói và tay bắt đầu cầm máy nó run run rồi các bạn ạ. Đấy. Kể cả việc nhiều đến mấy mình làm con nào cũng phải xong hoàn thành 100% con đấy, yên tâm hoàn toàn đã các bạn ạ, chứ mình không làm ẩu được. Đó, trách nhiệm quan trọng. Các bạn ạ, máy thì sắp hết pin mà nghe vẫn khách gọi mà nghe cố được tí ấy. Thử lại một tí nữa các bạn ạ, xong rồi là thôi đi về ăn cơm thôi. Video Đức Đoàn làm về con 607 cha đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Máy sắp hết pin rồi, mình nói hơi nhanh một chút. Rất cảm ơn các bạn trân trọng, các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Đức Đoàn rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.